cầu của các siêu đô thị là hiện tượng phổ biến trên toàn cầu. Hiện nay, số lượng đô thị với hơn 10 triệu cư dân đã nhiều gấp 3 lần so với cách đây vài thập kỷ. Việc nhiều người sống trong cùng một đô thị đồng nghĩa với việc nảy sinh ra nhiều vấn đề như là ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông. Và những thành phố thông minh đang được phát triển tại một số nước trên thế giới đã giải quyết được vấn đề này. Và đây chính là xu hướng thành phố của tương lai. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Đây có thể là hình ảnh các thành phố trong tương lai. Những con đường được phân riêng rẽ. Một con đường dành cho xe điện chạy nhanh, một con đường khác dành cho người đi bộ, đi xe đạp và xe tay ga. Con đường thứ ba chỉ dành cho người đi bộ. Chào mừng bạn đến với Thành phố Dệt, một dự án đang được nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota phát triển. Một thành phố với các công nghệ tiên tiến. Tại đây, tất cả các phương tiện giao thông đều tự lái và chạy bằng năng lượng điện hoặc hydro. Thành phố sẽ được cung cấp năng lượng mặt trời và điện nhiệt. Mọi thứ được công nghệ trí tuệ nhân tạo điều phối. Thành phố này được thiết kế cho dân số 2.000 người. Chúng tôi cần những ý tưởng thông minh hơn về cách mọi người có thể di chuyển trong một thành phố với 5 triệu cư dân và 3 triệu ô tô không hoạt động trong 90% thời gian. Bạn chỉ cần làm một phép toán. Chúng tôi có thể giảm lượng ô tô khoảng 80% với hệ thống chia sẻ thông minh. Trong khi đó, ở đầu bên kia của châu Á, Ả Rập Xê Út đang phát triển một siêu đô thị mới có tên là Neom. Đây là một thành phố tuyến tính, bao gồm 4 trung tâm đô thị. Dự án này ước tính trị giá 500 tỷ euro. Giao thông đường bộ và đường sắt cao tốc hoàn toàn bằng điện và đường ngầm. Neom có biệt danh là The Line vì nó có chiều dài 170 km, được thiết kế không có khí thải carbon, với mạng 5G thúc đẩy tất cả các ứng dụng. Hiện tại đây là một khu vực dân cư thưa thớt và chưa phát triển. Chúng tôi muốn tạo ra cơ sở hạ tầng bền vững và kích thích hoạt động kinh tế. Từ đó sẽ tạo ra các loại việc làm mới để phát triển kinh tế ở Ả Rập Xê Út. Nước này đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho nền kinh tế dựa vào dầu mỏ của mình. Neom cũng sẽ thúc đẩy du lịch và thu hút các công ty khởi nghiệp và truyền thông. Toàn bộ năng lượng của thành phố phải được cung cấp từ các nguồn tái tạo. Chúng tôi có một lượng lớn ánh sáng mặt trời và điều kiện gió lý tưởng. Vì vậy, hệ thống năng lượng của chúng tôi sẽ chạy hoàn toàn bằng năng lượng từ thiên nhiên. Năng lượng này sau đó cũng sẽ được sử dụng để khử muối, vì nước là một vấn đề lớn ở đây. Neom là từ viết tắt của tương lai mới. Kế hoạch là tạo ra một thành phố cho 1 triệu người trong 10 năm. Thành phố Dệt và Neom, hai tầm nhìn về các thành phố công nghệ cao thân thiện với môi trường, nơi mọi người thực sự có thể tận hưởng cuộc sống. Bao nhiêu trong số các bạn thật sự bị áp lực về cơm áo gạo tiền? Bao nhiêu trong số các bạn thật sự bị áp lực trong công việc? Phải đi làm vì tiền chứ chẳng thấy vui vẻ gì mỗi khi phải dắt xe đi tới công ty. Bao nhiêu trong số các bạn tự tin rằng cuộc sống gia đình bạn vẫn ổn nếu bị thất nghiệp ở nhà một năm? Bao nhiêu trong số các bạn thấy lo lắng về tài chính nếu như công ty của mình bị đóng cửa vì Covid? Lợi ích khi có 1 triệu cổ phần của các tập đoàn này. Thực sự, có nhiều cách giúp ta có thể bứt phá về tài chính, nhưng ta lại ít khi để ý chúng. Chúng ta cứ lao đi kiếm tiền như con thiêu thân, cứ dùng sức khỏe của mình để đổi lấy tiền bạc. Chúng ta cứ theo số đông, theo con đường mòn mà cha ông ta đã đi, đó là học rồi đi làm, đi làm, đi làm và đi làm. Trong khi đó, cách kiếm tiền của số ít, họ là những người giàu có, lại vô cùng đơn giản. Với người bình thường, số đông thì cho đó là có trong giấc mơ hoặc chỉ trong chuyện cổ tích. Họ run sợ, hoài nghi trước cách làm đó của người giàu. Tuy nhiên, lịch sử luôn ghi lại những sự thật và con số không biết nói dối. Sau khi xem xong video này, chỉ cần bạn tin rằng trong tương lai gần bạn cũng sẽ dám nắm bắt cơ hội khi nó tới, thì bạn cũng sẽ thay đổi cuộc đời và trở nên giàu có thịnh vượng. Và sau đây, Nguyễn Anh Vũ Officer cùng quý vị phân tích: nếu có 1 triệu cổ phần của các tập đoàn này thì chúng ta sẽ có gì? Và làm cách nào để chúng ta cũng có số cổ phần như họ? Người giàu luôn tìm kiếm cơ hội gia tăng tài sản theo cách tạo ra dòng tiền, tức phải có tiền đều đặn khi không phải bỏ công sức. Còn người bình thường thì lại mong muốn đầu cơ, chộp giật một thương vụ để có được một số tiền lớn. Điều này chỉ làm cho họ trở nên giàu có tức thì, đa phần sẽ lại trắng tay sau đó một thời gian. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện về cách tạo ra dòng tiền của người giàu. Nếu quý vị mong muốn điều này, thì quý vị hãy theo dõi video và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xin cảm ơn quý vị. Số 1.
tập đoàn Microsoft. Với 1 triệu cổ phần trong tay, hàng năm số tiền cổ tức mà chúng ta nhận được trung bình là 2,24 đô trên một cổ phần. Như vậy, chúng ta cũng đã có 2,24 triệu đô, tương ứng 52 tỷ đồng Việt Nam. Ngoài ra, nếu chúng ta bán 1 triệu cổ phần tại thời điểm này thì sẽ mang về số tiền hơn 246 triệu đô, gần 6.000 tỷ đồng Việt Nam. Tuy nhiên, theo tôi, với dòng tiền cổ tức hơn 52 tỷ đồng thì chẳng ai dại gì bán số cổ phần của mình đi. Ngược lại, họ sẽ giữ lại từ đời này qua đời khác cho con cháu của họ. Số 2. Tập đoàn Apple. Sở hữu 1 triệu cổ phần của Apple, hàng năm số tiền cổ tức mà chúng ta nhận được trung bình là 0,82 đô trên một cổ phần. Như vậy, chúng ta cũng đã có 822.000 đô, tương ứng 19 tỷ đồng Việt Nam. Nếu chúng ta muốn mua 1 triệu cổ phần của Apple tại thời điểm này, thì chúng ta phải bỏ ra với số tiền khoảng 128 triệu đô, tức hơn 3.000 tỷ đồng Việt Nam. Tuy nhiên, nếu biết được thời điểm Apple kêu gọi vốn để phát triển ý tưởng khởi nghiệp của mình, thì chỉ cần bỏ ra với một số tiền chỉ bằng một cái iPhone 12 bây giờ. Chúng ta điểm qua hai tập đoàn về công nghệ để thấy được phần nào của lợi ích khi nắm được cổ phần của doanh nghiệp giá trị. Chúng ta đi tới bất ngờ hơn với các tập đoàn về lĩnh vực giao thông vận tải xem như thế nào nhé. Tại sao tôi muốn chia sẻ với quý vị về lĩnh vực này? Bởi lẽ tôi đang làm đối tác cho một tập đoàn chuyên về giải pháp cho ngành giao thông. Đồng thời, giao thông là cầu nối của tất cả các ngành nghề và các lĩnh vực. Ví dụ, chúng ta muốn mua iPhone, mua máy tính thì phải có một đơn vị nào đó vận chuyển tới cho chúng ta, hoặc chúng ta phải đi mua, và đi thì lại phải đi bằng phương tiện giao thông và phải trả phí, có đúng không ạ? Câu chuyện số 3. Tập đoàn xe hơi BMW. Nếu sở hữu 1 triệu cổ phần của BMW, hàng năm số tiền cổ tức mà chúng ta nhận được trung bình là 2,5 euro trên một cổ phần. Như vậy, chúng ta có khoảng 2,5 triệu euro, gần 70 tỷ đồng Việt Nam. Nếu như chúng ta muốn mua 1 triệu cổ phần của BMW tại thời điểm này, thì phải có trong tay số tiền hơn 83 triệu euro, gần 2.000 tỷ đồng Việt Nam. Số 4. Tập đoàn Toyota. Nếu có 1 triệu cổ phần của Toyota, hàng năm số tiền cổ tức mà chúng ta nhận được trung bình là 4,06 đô trên một cổ phần. Như vậy, chúng ta đã có hơn 4 triệu đô, khoảng hơn 95 tỷ đồng Việt Nam. Nếu chúng ta muốn mua 1 triệu cổ phần của Toyota tại thời điểm này, thì phải có trong tay số tiền hơn 151 triệu đô, hơn 3.500 tỷ đồng Việt Nam. Số 5. Tập đoàn Volkswagen. Nếu sở hữu 1 triệu cổ phần của Volkswagen, hàng năm số tiền mà chúng ta nhận được trung bình là 4.8 euro trên một cổ phần. Như vậy, chúng ta đã có hơn 4,8 triệu euro, tương ứng hơn 132 tỷ đồng Việt Nam. Nếu chúng ta muốn mua 1 triệu cổ phần của Volkswagen tại thời điểm này thì phải có trong tay số tiền hơn 217 triệu euro, tương ứng hơn 6.000 tỷ đồng Việt Nam. Số 6. Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing. Nếu có 1 triệu cổ phần của Boeing, hàng năm số tiền cổ tức mà chúng ta nhận được trung bình là 8.22 đô trên một cổ phần. Như vậy, chúng ta có hơn 8,2 triệu đô, tương ứng hơn 193 tỷ đồng Việt Nam. Nếu chúng ta muốn mua 1 triệu cổ phần của Boeing tại thời điểm này, thì chúng ta phải có trong tay số tiền hơn 228 triệu đô, hơn 5.300 tỷ đồng Việt Nam. Qua câu chuyện nắm giữ cổ phần của 6 tập đoàn vừa rồi, quý vị nhận ra điều gì không? Với cá nhân tôi thấy rằng, nhờ có công nghệ mà nền văn minh của nhân loại mới được nâng tầm và liên tục được nâng cấp. Tuy nhiên, tại sao mức chia cổ tức của các công ty công nghệ lại thấp hơn so với các công ty về giao thông? Bởi lẽ, giá trị và giá thành của một sản phẩm công nghệ so với một phương tiện giao thông có sự chênh lệch rất lớn. Ví dụ, giá của một cái iPhone không thể cao hơn so với giá của một cái xe hơi, lại càng không thể cao hơn so với một cái chuyên cơ Boeing. Tuy nhiên, một câu hỏi lớn mà trước đây tôi cũng hay thắc mắc đó là làm sao để có được 1 triệu cổ phần của các tập đoàn này? Và giờ đây, tôi đã có câu trả lời. Không những thế,
mà tôi cũng đạt được mục tiêu của mình là nắm giữ 1 triệu cổ phần của một tập đoàn lớn. Tôi không hề hối hận khi đưa ra quyết định này, và tôi tin là mình sẽ gieo những hạt mầm tốt ở một mảnh đất vô cùng màu mỡ. Phần kết này, tôi muốn chia sẻ với quý vị về một phát minh được cho là giá trị nhất cho ngành giao thông từ trước tới nay. Một phát minh mà giải quyết được tất cả các vấn đề đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân loại mà các hãng xe hơi, tàu điện, máy bay không giải quyết được. Và nếu quý vị có tầm nhìn và tin vào quyết định của mình khi tài trợ cho phát minh này, trước khi tập đoàn này trở thành gã khổng lồ và niêm yết trên sàn chứng khoán, thì quý vị sẽ được hưởng một kho báu đến hết đời của quý vị, và đồng thời để lại sự kế thừa cho muôn đời. Quý vị hãy đăng ký ủng hộ nếu thấy nội dung này giá trị nhé. Ngoài ra, nếu quý vị muốn trở nên giàu có thì hãy làm theo cách của những người đã trở nên giàu có và không theo số đông, bởi số đông luôn cho mình đúng, nhưng người nghèo lại thuộc về số đông. Tôi đánh giá cao sự nghiêm túc của quý vị và cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối nội dung này. Chúc quý vị thành công!
Xin chào quý vị và các bạn, như chúng ta cũng đã biết, vị chính trị gia của Peru ông Claudio Zonla đã có những thái độ tích cực đối với công nghệ Skyway từ năm 2018 cho đến nay. Hôm nay, ngày 15 tháng 5 năm 2021, ông Claudio Zonla tiếp tục đăng tải video trực tiếp những cuộc giao lưu trực tiếp với người dân, đồng thời cũng chia sẻ về dự án công nghệ Skyway một cách vui vẻ. Chúng ta có thể xem qua một chút về thông tin này, sau đó chúng ta hãy cùng nhau xem lại những thông tin mà ông ấy chia sẻ về công nghệ Skyway từ năm 2018 đến nay. Van a estar en nuestros zapatos, no venezolanos, lo que hemos vivido van a saber lo que es pasar necesidad, porque nadie lo sabe. Lo sabemos los que hemos pasado. Gracias por tu valioso testimonio, hermana. Ya. Gracias, en verdad. Te morías de nervios, sí, porque no estaba planeado. O sea, Humberto vino para su entrevista con su esposa y le dije, siéntate un ratito ahí mientras vamos conversando, y le dije, ¿por qué no nos das el testimonio? Sí. Y aceptó. Un aplauso por su valentía. Gracias, Irma. Bendiciones. Creo que los peruanos no vamos a cometer el mismo error de ustedes. Espero. Espero, espero y espero. Ok, vamos con una cancioncita. Gracias, Irma. A ver qué canción tenemos ahora. Le pito pajaritos en el aire a toda la Venezuela. Y aquí en Perú quieren hacer lo mismo. Oye, peruano, no te vayas a engañar. Ay, le pinto la cara, te digo. Ok, regresamos tras la pausa. Hola, les saluda Claudio Zola. Como ustedes saben, cuando Dios nos dio la visión de hacer una nueva ciudad, no solamente estábamos pensando en la nueva Lima, sino en hacer nuevas ciudades en todo el Perú, interconectadas con un tren rápido que produzcan una nueva y gran economía para el bolsillo de todos los peruanos. Hola, mi nombre es Bruno Salvador, tengo 22 años. Soy Alejandro, tengo 31 años. Soy Luciana Esquenone, tengo 25 años. Mi nombre es Alejandro, tengo 18 años. Soy Magali, tengo 36 años. Soy Alessio, tengo 17 años. Y gracias a haber depositado mi confianza dentro de este gran consorcio, hoy tengo un lote de 100 metros cuadrados dentro de la Nueva Lima. Pero lo más importante es que no solo estoy construyendo mi presente, sino también mi futuro. Seguro me preguntarán, ¿cuánto dinero tuve que poner? Si les digo, no me lo van a creer. Y se van a sorprender. Gran Consorcio, construyendo el futuro. Sau đây là một số những thông tin tích cực chia sẻ về công nghệ Skyway của ông ấy, chúng ta có thể tham khảo thêm. Năm 2018, ông đã trực tiếp đến thăm và tìm hiểu về công nghệ tại trung tâm thử nghiệm công nghệ Skyway ở Belarus. Trong chuyến đến tìm hiểu này, ông đã bày tỏ thái độ sẵn sàng hợp tác và lên kế hoạch xây dựng công nghệ Skyway khắp Peru và Nam Mỹ. Hãy xem và nghe chi tiết về những chia sẻ của ông trong cuộc viếng thăm này. Xin chào các bạn, hôm nay tôi có một cuộc trò chuyện rất thú vị với ông Claudio Zonla, chủ tịch của Zonla Corporation và người sáng lập thành phố mới New Lima. Xin chào Claudio. Xin chào Michael, tôi rất vui khi được ở đây và thấy mọi thứ bạn đang làm ở đây, điều này thật tuyệt vời. Cảm ơn, điều gì đã thôi thúc bạn đến đây, đến Belarus, tới Skyway Eco Technopark. Tôi đã biết đến công nghệ này từ một người bạn sống ở Milan, anh ấy là người Peru, nhưng đã sống ở Milan trong nhiều năm. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đang tham gia dự án Skyway và gửi cho tôi một số video. Tôi đã rất ngạc nhiên, thì ra là giấc mơ của tôi có từ 8 năm trước đã xuất hiện. Tôi quyết định, tôi đi đến đây gặp những người này và trở nên quen thuộc với công nghệ này. Tôi phải bay đến đó và tận mắt nhìn thấy những gì đang được tạo ra ở đây. Được rồi, và ấn tượng của bạn sau cuộc trò chuyện với nhà thiết kế chung của chúng tôi ngày hôm qua là gì? Tôi rất ấn tượng, đánh giá của tôi là tuyệt vời. Điều này thật tuyệt vời. Cảm ơn, và tại sao bạn cần công nghệ này? Theo ước tính của chúng tôi, khoảng 11 triệu người ở đất nước tôi cần sử dụng những phương tiện như vậy. Ở giai đoạn đầu tiên, chúng tôi dự định giới thiệu nó ở thành phố mới New Lima của chúng tôi. Đây sẽ là một thành phố công nghệ cao và thân thiện với môi trường.
chúng tôi dự định sử dụng Skyway trong đó. Sau đó, bước tiếp theo sẽ là thành phố của Lima và những nơi khác. Và trong tương lai, nó được lên kế hoạch phân phối vận tải này trên khắp Peru và Nam Mỹ. Ồ, nghe điều này thật tuyệt vời. Và chi phí ước tính của một dự án lớn như vậy là bao nhiêu? Theo ước tính của chúng tôi, nó sẽ lên tới khoảng 400 tỷ đô la cho toàn bộ Nam Mỹ. Nó sẽ chỉ cần thiết để thực hiện bước đầu tiên. Và chúng tôi sẽ làm điều đó trước tiên ở New Lim, nơi chúng tôi cần công nghệ như vậy. Chúng tôi muốn tạo điều kiện sống tốt nhất cho công dân của chúng tôi. Mong muốn chân thành của chúng tôi là mang đến cho mọi người không chỉ lòng tốt và những thành phố tốt, nơi 40% sẽ chiếm giữ bởi các khu vực xanh, mà còn là công nghệ tốt nhất. Tôi nghĩ rằng công nghệ của bạn là tốt nhất cho thành phố của chúng tôi. Cảm ơn, tôi nghe nói rằng bạn sẽ ra tranh cử tổng thống sau 3 năm nữa, điều đó có đúng không? Vâng, tôi đã có ý tưởng này 8 năm trước, tiếng Anh của tôi không tốt lắm, nhưng tôi đang cố gắng. Bạn có vốn tiếng Anh rất tốt, tiếng Anh tốt hơn tiếng Tây Ban Nha của tôi. Đôi khi tôi nói hơi khó hiểu, nhưng tôi muốn nói điều gì đó quan trọng. Tại công ty của tôi đưa ra quyết định để thực hiện. Chúng tôi có thể bắt đầu thực hiện dự án trước khi tôi được đề cử làm ứng cử viên tổng thống. Chúng tôi cố gắng để giúp đỡ và phục vụ mọi người. Nếu tôi nhận được sự ủng hộ của mọi người và trở thành tổng thống, tôi có thể giúp họ nhiều hơn nữa. Chúng ta cần bắt đầu với sự giúp đỡ của khu vực tư nhân, và nếu chính phủ tham gia dự án này, nó sẽ tốt thôi. Sẽ rất hữu ích nếu cả hai lực lượng này kết hợp với nhau để cải thiện cuộc sống của mọi người. Cảm ơn, chúc các bạn thành công. Thật tuyệt khi được gặp Tổng thống tương lai của Peru tại đây. Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự chào đón nồng nhiệt ở đây. Cảm ơn đã trình diễn công nghệ. Tôi rất hài lòng khi nói chuyện với ban lãnh đạo của công ty ngày hôm qua. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác để biến thế giới của chúng ta thành một nơi tốt đẹp hơn. Mục tiêu của chúng tôi bây giờ là Peru mới và New Lima. Cảm ơn bạn rất nhiều, hỗ trợ dự án của chúng tôi và kết bạn với những người tốt. Xây dựng Skyway, cứu hành tinh. Đây là hình ảnh mà ông ấy cùng phái đoàn của mình đã đến thăm nhà xưởng sản xuất của Skyway. Ngày 6 tháng 4 năm 2019, ông đã đăng tải video demo của dự án Skyway tại Peru với chủ đề "Dự án Skyway chúng tôi đang làm việc và làm cho một Peru mới". Chi tiết về thông tin nguồn hãy xem ở phần mô tả của video. Ngày 9 tháng 4 năm 2019, ông ấy đã đăng tải video trên trang Facebook của mình, kêu gọi người dân tham dự và đừng bỏ lỡ sự kiện được tổ chức vào 8 giờ tối cùng ngày với lời kêu gọi như sau: "Hôm nay tôi chờ bạn trở thành một phần của 700 triệu phú với Skyway Peru. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Hãy nhớ những quyết định của bạn sẽ đóng dấu số phận của bạn". Chi tiết về thông tin nguồn hãy xem ở phần mô tả của video. Tiếp theo, ngày 11 tháng 4 năm 2019, ông đã đăng tải một video ông cùng đồng đội của mình hô hào ủng hộ Skyway một cách mạnh mẽ với mục tiêu là cùng nhau, chúng ta sẽ biến đất nước của chúng ta thành một Peru mới với những thành phố mới nhờ công nghệ Skyway. Chi tiết về thông tin nguồn hãy xem ở phần mô tả của video. Y con este maravilloso tren de Skyway, este tren bala que nos va a llevar rápido a todas nuestras lindas regiones del Perú. Todos nosotros que ya somos parte de este gran proyecto de Skyway, los invitamos a las 6 de la tarde este sábado 3 en el Swiss Hotel. Y todos les decimos ¡vamos a Skyway! ¡Vamos a Madrid! ¡Vamos a ser millonarios! Hai ngày sau đó, ngày 13 tháng 4 năm 2019, ông lại tiếp tục đăng lại video như một lời nhắc nhở rằng ông và người dân Peru ủng hộ mạnh mẽ cho công nghệ Skyway. Các bạn hãy cùng nhau ủng hộ để sớm đưa dự án ra thị trường đi. Tiếp theo đó, ngày 7 tháng 5 năm 2019, ông tiếp tục kêu gọi người dân tham dự hội thảo chia sẻ cơ hội với Skyway. Đến ngày 28 tháng 6 năm 2019, ông đã khoe hợp đồng của dự án đầu tiên là 2 km đã được ký kết với Skyway. Để ký được hợp đồng này, ông phải bay sang Dubai để ký trực tiếp với ngài Anatoly Unitsky. Chi tiết về thông tin nguồn hãy xem ở phần mô tả của video. Ngay cả giữa cuộc khủng hoảng COVID-19, ngày 27 tháng 5 năm 2019, ông tiếp tục kêu gọi người dân hãy tham dự buổi Zoom chia sẻ về dự án, cơ hội với Skyway tại Peru với nội dung như sau: "Ngay cả giữa khủng hoảng, nếu chúng ta hợp nhất, chúng ta có thể tạo ra một nền kinh tế mới. Tham gia cùng bạn. Tôi đợi bạn qua Zoom, 3 giờ chiều thứ tư ngày mai, hãy theo dõi và là một phần của nó."
Trong năm 2021, ngày 11 tháng 5 năm 2021, ông tiếp tục quảng bá cũng như kêu gọi người dân trên khắp thế giới tham gia, nắm bắt cơ hội tuyệt vời này. Đặc biệt trong video chúng ta lại thấy lại hình ảnh demo cho một dự án tại Peru và buổi hội thảo chia sẻ về công nghệ Skyway tại Peru. Chi tiết về thông tin nguồn hãy xem ở phần mô tả của video. Khi xem hết những thông tin mà vị chính trị gia của Peru quảng bá, chia sẻ về Skyway thì chắc chắn các bạn cũng tự trả lời cho mình câu hỏi rằng liệu đây có phải là một cơ hội đầu tư tốt thật sự trong đời hay không? Đơn giản thôi, nếu không tốt thì làm sao một người muốn tranh cử lên tổng thống của Peru như ông Claudio Zola lại quảng cáo và hô hào người dân của ông ấy ủng hộ mạnh mẽ như vậy đúng không nào? Vậy thì hãy ủng hộ Skyway một cách mạnh mẽ theo ông ấy đi thôi nào. Kính chúc quý vị và các bạn sở hữu được nhiều cổ phần của công nghệ này để tương lai có cuộc sống thịnh vượng hơn. Hãy nhớ, quyết định của bạn sẽ đóng dấu số phận của bạn, thậm chí cả con cháu của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Công ty có đang làm việc với các dự án thương mại nào đó, chúng tôi có rất nhiều bí quyết công nghệ know-how, chúng ta chỉ xem thấy bề mặt ở một chiều, đóng dấu mật. Nói chung họ đã bị loại khỏi thị trường. Chúng tôi đã giữ được đội ngũ nhân sự chính, mọi thứ đã bắt đầu năm 2014 như thế nào. Điều đó đã không làm ảnh hưởng mạnh tới nhịp độ phát triển của chúng ta. Các bạn có nhiều thành tựu mới cho năm 2020. Tôi đã không thể nhớ hết tên đầy đủ của mọi nhân viên. Chị nhìn nhận công ty sẽ như thế nào sau 5, sau 10 năm nữa? Xin hãy đón xem ngay bây giờ. Easy Maxim Anatoly FX, nhà đầu tư vào công nghệ UST, giám đốc nền tảng Crowd Investing RSV Systems, Nadi Jagannadaivna. Xin chào chị, thật hân hạnh được tới thăm các bạn một lần nữa. Thật vui mừng được thấy những sự thay đổi đã diễn ra trong công ty. Chúng tôi đã được tới một văn phòng mới, rất to, rất rộng. Xin được chúc mừng các bạn về điều này. Cô Sariva Nadi Jagannadaivna, CEO Uniski String Technologies Inc. Xin cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi luôn cố gắng để gây bất ngờ với điều gì đó, vì công việc của chúng tôi không chỉ là thiết kế, mà còn cả đưa tới các tin tức tốt lành và các cảm xúc tích cực. Điều này đã được các bạn làm rất tốt. Vâng, chúng tôi đang nỗ lực trong thời gian nhiều năm. Chị Dazu Anatoly Eduardovic kể vai sát cánh. Văn phòng hiện có đây, quy mô này của công ty, đó là thành tựu khá lớn. Tôi mong được biết chị có nhớ thời điểm khi mọi thứ đã được bắt đầu. Những năm 2014, 2015, 2016, khi hình thành đội ngũ đầu tiên trong công ty kỹ thuật của các bạn, chỉ có nhớ văn phòng đầu tiên ấy và những giai đoạn nào đã diễn ra để các bạn đi tới được điểm khi chúng ta có hiện nay. Vâng, tất nhiên rồi, văn phòng đầu tiên của chúng tôi là tại Minsk, trên phố Zamkovaya. Khi ấy chúng tôi có một tầng và khá là nhỏ. Tòa nhà ấy rất nhỏ. Ở đó đã hình thành nên xương sống của công ty kỹ thuật chúng ta. Nhiều người tới khi ấy đang tiếp tục làm việc thành công tới nay và đang thực hiện các nhiệm vụ của mình. Nhưng đôi khi có thực tế là một đội ngũ nhỏ hơn nhiều có thể làm được nhiều việc. Với một đội ngũ nhỏ, chúng tôi đã rất nhanh chóng chuẩn bị cho lần đầu tham gia InnoChance tại Berlin. Trong 3 tháng đó, chúng tôi đã làm ra phương tiện vận tải đầu tiên. Vâng thế, đó không phải một mẫu trưng bày, mà đó là phương tiện vận tải hoạt động thực sự. Đó đã là một mẫu công nghiệp. Một mẫu công nghiệp tất nhiên rồi, chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiện nó. Trong 5 năm qua, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện, tìm kiếm các giải pháp mới, độc đáo, và điều đó phải liên tục tiếp theo, không ngừng lại. Chúng tôi đã chuyển chỗ sang một số văn phòng tại Minsk và cuối cùng đã sở hữu khu vực của mình, nơi chúng ta đang ngồi đây. Diện tích này không chỉ đáp ứng toàn diện cho các nhu cầu của chúng tôi hiện nay, mà nó còn mang tới khả năng đáp ứng tăng trưởng ít nhất cho 2 năm phía trước, tức là đã đặt nền tảng cho triển vọng phát triển và mở rộng quy mô tương lai. Nadi Dagenadievna, tôi liệu có hiểu đúng chưa, rằng toàn bộ tòa nhà hiện đang đặt công ty kỹ thuật này thuộc sở hữu hoàn toàn của chúng ta? Vâng, tất nhiên rồi. Tất cả các phòng không gian được sử dụng chỉ bởi đội ngũ của các bạn. Hay còn có công ty nào khác cũng hiện diện trong tòa nhà này? Không, chúng tôi sử dụng không gian ở đây chỉ cho đội ngũ của mình. Đối với chúng tôi trước đây, luôn xảy ra vấn đề khi chúng tôi dùng văn phòng được thuê. Vì chúng tôi có rất nhiều bí quyết công nghệ know-how, chúng tôi có rất nhiều phát triển bí mật, những thứ mà chúng tôi muốn che rèm tối. Đóng dấu mật. Vâng, đóng lên dấu mật. Khi trong một tòa nhà hoặc một khu vực có cả các công ty khác, thì anh sẽ luôn không thể chắc chắn rằng mọi thứ được bảo mật. Sự cẩn trọng bị đe dọa, anh đâu đó đã nhìn thấy người này, có thể, người ấy có thể vào văn phòng, và anh không phải luôn chú ý được xem ai đó là người lạ. Khi chúng tôi ở đây một mình, thì sẽ phát hiện ra ngay người lạ mặt, dù chúng tôi đã rất đông.
Thật lòng mà nói, tôi có thể thú nhận rằng tôi đã không còn nhớ được tên đầy đủ của tất cả các nhân viên. Tên không thì gần như tôi nhớ tất cả, nhưng không nhớ được hết tên đầy đủ của mọi người. Còn số lượng nhân viên hiện nay trong công ty kỹ thuật là bao nhiêu? Anh biết đấy, năm ngoái là một năm khá khó khăn, và chúng tôi đã cải tổ lại một chút trong năm mới. Chúng tôi đã có những thay đổi trong cấu trúc của công ty. Hiện số lượng nhân viên là 650 người. Chúng tôi đã mất quân một chút trong năm 2020 phức tạp ấy. Và tôi cho rằng điều này cũng rất tốt. Chúng tôi đã giữ được đội ngũ nhân sự chính. Chắc chắn đó là một chỉ tiêu rất tốt. Vì nếu chúng ta xét tình hình thế giới trong năm 2020 với những công ty lớn, nhiều nơi đã không chỉ chịu đựng được khủng hoảng mà đã phải rời hoàn toàn khỏi thị trường. Về công ty UST, thì các bạn đã không chỉ tồn tại được trong giai đoạn khủng hoảng, mà còn đã tiến bước lên trước. Các bạn có nhiều thành tựu mới cho năm 2020. Vâng, tất nhiên rồi, chúng tôi đã tiến được rất xa về mặt kỹ thuật, về mặt chứng nhận, xây dựng. Tôi có thể nói rằng năm 2020 đã làm chậm lại một chút và đã mang tới cơ hội tiến tới các nhiệm vụ một cách kiên quyết hơn và làm rõ chúng mạnh mẽ hơn. Nhưng điều đó đã không làm ảnh hưởng mạnh tới nhịp độ phát triển của chúng ta. Đó là điều rất tốt. Tôi xin được lưu ý rằng, việc tối ưu hóa các quá trình trong tình hình khủng hoảng được thực hiện rất chuyên nghiệp. Đó là quan điểm của nhiều người ủng hộ công nghệ UST. Các bạn thực hiện rất chuyên nghiệp, và chúng tôi rất vui mừng về điều đó. Về vấn đề bảo mật, tôi xin được đưa ra ấn tượng cá nhân của mình. Chúng tôi rất ấn tượng về việc để vào khu sản xuất, khu Ecotechno Park và vào văn phòng công ty không phải điều đơn giản. Phải đăng nhập vân tay. Thậm chí nếu bạn đã vào được trong và muốn ăn trưa tại nhà ăn chung trong khuôn viên văn phòng, bạn cũng không dễ để lọt vào. Điều đó cho thấy cách tiếp cận chuyên nghiệp, công ty quan tâm giám sát an ninh, và điều đó cho thấy rằng công ty trân trọng những gì được làm ra. Vâng, chúng tôi dành rất nhiều nỗ lực để duy trì an ninh nội bộ cho các nhân viên của mình. Chị đã nói rằng đội ngũ đầu tiên là rất ít người. Trong thời gian qua, các bạn đã tăng trưởng số lượng lên tới gần 1.000 người. Hiện nay, đang làm việc tại công ty, chỉ có nhân sự người Belarus hay còn các nước nào khác nữa. Có rất nhiều người đến từ Nga, từ Ukraine, Belarus, có cả từ Kazakhstan. Chúng tôi có các chuyên gia từ gần như mọi nước SNG. Chúng tôi không thể nói rằng mọi yêu cầu có thể được thực hiện hết bởi người Belarus. Về các kết cấu kim loại thì những chuyên gia xuất sắc nhất vẫn ở Ukraine, vì có nhiều nhà máy kết cấu kim loại đã hoạt động tại Ukraine. Vì thế, chúng tôi cần các chuyên gia từ đó, họ thiết yếu như khí thở vậy. Họ tới đây và chiếm lĩnh các vị trí rất tốt trong công ty, làm việc rất hiệu quả. Chúng tôi có những người Belarus làm việc, đó là các nhà chế tạo máy rất giỏi. Trong số các chuyên viên tính toán, thiết kế kết cấu, có rất nhiều người Nga, vì ở đó có đào tạo rất tốt, những trường đại học tốt, nơi các chuyên gia được đào tạo hoặc đã làm việc tại đó. Chúng tôi là một công ty rất đa sắc tộc, và chúng tôi luôn nói rằng, không quan trọng một người đến từ đâu, quan trọng anh ấy là chuyên gia thế nào. Nadia Dagenadievna, xin hãy cho biết, chỉ có thể vạch ra những phương hướng chính nào của công ty đang được thực hiện bởi đội ngũ đa quốc gia to lớn này. Có rất nhiều hướng, nhưng lớn nhất được chúng tôi chia ra thì có 5 hướng. Đó là thiết kế các tòa nhà và công trình, trong đó bao gồm các trụ neo chính và trụ trung gian, depot, nhà ga và mọi thứ liên quan tới hạ tầng. Có thiết kế cấu trúc dẫn đường. Đó là một hướng lớn riêng, vì ở đó có rất nhiều phương án và nhiều điểm nút phức tạp. Các mấu trụ neo khá phức tạp, vì chịu các trọng tải rất lớn, cần phân phối đúng, tính toán chính xác. Như Anatoly Eduardovich nói, chúng tôi xây dựng vận tải cho 100 năm. Vì thế, chúng tôi cần rất cẩn trọng đối với điều này. Có hướng thiết kế phương tiện vận tải, đó cũng là một hướng rất lớn. Tại đó có đội ngũ rất lớn đang làm việc. Họ thực hiện nhiệm vụ rất thú vị, không chỉ hoàn thiện các phương tiện vận tải đã có của chúng tôi, mà còn nghĩ ra các concept mới, các loại phương tiện vận tải mới. Họ có rất nhiều nhiệm vụ và tất cả đều rất thú vị. Có một hướng riêng là tự động hóa cấu trúc dẫn đường và tổ hợp vận tải. Đó cũng là một nhiệm vụ rất phức tạp. Ít có công ty nào trên thế giới tự tiến hành phát triển tự động hóa. Tại đây,
chúng ta đang nói không chỉ về phương tiện vận tải cần được điều khiển toàn diện và đi lại an toàn, mà còn về tổ hợp vận tải, nơi tiếp nhận phương tiện vận tải đó. Tổ hợp vận tải ngụ ý về các nhà ga, nơi tập trung mọi người, có thể xuất hiện các tình huống bất thường. Tất cả những điều đó cần được quản lý đúng đắn, tính toán tải trọng đúng đắn, liên quan tới di chuyển và logistics. Tức là chúng tôi có thể tự làm điều đó trong nội bộ công ty. Một hướng nữa không kém quan trọng là chứng nhận. Chứng nhận phương tiện vận tải, tổ hợp vận tải, các hệ thống điều khiển đều được chúng tôi thực hiện. Vì thế, tôi có thể nêu ra 5 hướng như vậy. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có cơ hội trò chuyện với lãnh đạo của các hướng ấy và khán giả của chúng ta sẽ thấy thú vị khi được lắng nghe mọi thứ thực hiện chi tiết ra sao. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ có thể đưa tới những thông tin rất thú vị. Nhưng tôi có thể nói ngay rằng những thông tin ấy sẽ được sàng lọc rất tốt để không làm vô tình lộ các bí mật quan trọng ra ngoài. Chúng tôi hiểu rõ ràng về việc thông tin cần được bảo mật ra sao. Vì thế, chúng ta chỉ được xem xét và nghe tin ở bề mặt, một chiều, về mọi thứ diễn ra như thế nào. Tất nhiên rồi. Hiện nay, công ty có đang làm việc về các dự án thương mại nào không? Tôi hiểu về việc bảo mật nên không cần tên quốc gia hay khu vực. Nhưng nói chung là có những đơn đặt hàng như thế hay không? Những đặt hàng có tính chất thương mại. Vâng, tất nhiên rồi. Hiện nay, ở giai đoạn thực hiện thì đang có 2 đề xuất thương mại mà tôi nghĩ rằng sẽ được hiện thực hóa trong thời gian sắp tới đây, cũng như có một số dự án hiện đang ở giai đoạn ký kết. Những thông tin ấy là rất vui mừng đối với cả những người ủng hộ công nghệ, cũng như những người đang quan sát, dõi theo sự phát triển của nó. Tôi để ý thấy các bạn có đội ngũ nhân sự rất trẻ, rất nhiều thanh niên đầy hoài bão ở tuổi 30-35. Độ tuổi trung bình của nhân viên công ty là 33-37 tuổi. Vì thế, tôi xin được đặt câu hỏi, công ty có hệ thống kích thích động lực hay không? Và nếu có thì hệ thống ấy như thế nào? Hệ thống kích thích động lực là điều rất phức tạp và việc áp dụng nó vào một công ty, một mặt thì rất dễ dàng vì bạn hiểu các chỉ tiêu để đánh giá nhân sự, điều mà bạn muốn nhận được từ anh ta. Nhưng hệ thống ấy ở mức độ nào đó lại hủy diệt khả năng sáng tạo. Mà hiện nay chúng tôi đang tiến hành phát triển sản phẩm đổi mới, nên khả năng tưởng tượng, sáng tạo, không thể làm việc trong những khuôn khổ cứng nhắc nào đó. Ở đây chúng tôi có phân cấp rất rõ ràng. Tất nhiên, chúng tôi có nhiều vị trí cấp bậc mà có thể làm việc trong khuôn khổ. Ví dụ như quản lý vệ sinh văn phòng. Họ đề nghị được gọi như vậy, và chúng tôi cũng làm như thế. Vì chúng tôi muốn làm việc trong những văn phòng sạch sẽ. Ở đó có thể xây dựng hệ thống kích thích động lực rõ ràng. Và chúng tôi thấy rõ cách đánh giá điều đó ra sao. Nếu trong văn phòng sạch sẽ, tức là công việc được làm tốt. Nếu phòng bẩn thì nghĩa là chưa tốt. Nhưng khi một con người sáng tạo ra điều gì đó, ở đây không thể đặt ra những khuôn khổ cứng nhắc. Vì anh ấy có thể 2 ngày chẳng làm được gì, và chúng ta lại bắt đầu nghĩ rằng anh ấy ngồi không. Nhưng thực tế là tư duy lúc ấy vẫn đang làm việc rất tốt. Còn sau đó, trong vòng 5 phút, anh ấy đưa được ra giải pháp này, điều mà anh ấy đã có thể không đưa ra nổi nếu bị cuốn vào những việc thường ngày. Vì thế, chúng tôi rất linh hoạt tiếp cận với vấn đề đánh giá kết quả và tới chính quá trình làm việc. Tôi đồng ý rằng điều mà các bạn đang thực hiện đó hoàn toàn là quá trình sáng tạo. Hướng nào mà các bạn đang làm việc đòi hỏi nhân sự phải có sự đột phá sáng tạo, không phải của mỗi cá nhân mà của phần lớn mọi người. Nếu mỗi người có những ý tưởng đột phá, thì chúng tôi sẽ không thể tiến lên trước được. Đáng tiếc là như vậy. Có lẽ động lực lớn nhất đối với đội ngũ và nhiều người ủng hộ công nghệ, đó là sự tham gia vào công việc vĩ đại. Đó là chủ ý cá nhân của tôi. Tôi nghĩ rằng sự cảm nhận về khả năng cùng tham gia vào điều gì đó, điều tạo nên thứ mới, điều chưa từng có là động lực cho phần lớn các nhân viên tại đây. Tôi cũng tin tưởng vào điều đó và có thể nói rằng có rất nhiều nhân viên thực sự là những người ủng hộ lớn của chúng tôi. Chị nhìn nhận công ty sẽ như thế nào sau 5, sau 10 năm nữa? Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ giữ được khả năng cùng kết nối tới từng nhân viên trong công ty và tới từng nhiệm vụ được đặt ra trước họ. Phần lớn công ty khi phát triển tới con số 5.000 người trở lên, ban giám đốc đã bị ngắt khỏi hoạt động thường ngày. Đó là điều mà tôi lo lắng nhất. Tôi muốn được tham gia trực tiếp vào mọi giải pháp, mọi quá trình của công ty chúng ta. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể duy trì tập thể thân thiện này, điều mà hiện nay chúng tôi đang có. Từ phía mình, chúng tôi xin được chúc các bạn đạt được sự tăng trưởng, quy mô ấy và chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng các bạn sẽ bắt nhịp được với quy mô ấy. Ban thiết kế đầu tiên chỉ là vài chục người.
còn hiện nay con số đã hàng trăm và sẽ sớm thành hàng ngàn. Trong tương lai không xa, công ty sẽ tiến tới giai đoạn thành lập trường đại học riêng, trung tâm nghiên cứu khoa học riêng. Các bạn đang tiến những bước nhanh chóng tới điều đó, và điều ấy sẽ được thực hiện. Xin cảm ơn bạn rất nhiều về những lời chúc tốt đẹp. Chúng tôi chắc chắn sẽ thỏa lòng mong ước và hy vọng của các bạn. Xin cảm ơn. Hãy like và share nếu bạn thấy video này hữu ích và giúp đỡ được cho nhiều người. Đừng quên đăng ký kênh của tôi và nhấp vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi tôi xuất bản video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Sự bùng nổ của các siêu đô thị là hiện tượng phổ biến trên toàn cầu. Hiện nay, số lượng đô thị với hơn 10 triệu cư dân đã nhiều gấp 3 lần so với cách đây vài thập kỷ. Việc nhiều người sống trong cùng một đô thị đồng nghĩa với việc nảy sinh ra nhiều vấn đề như là ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông. Và những thành phố thông minh đang được phát triển tại một số nước trên thế giới đã giải quyết được vấn đề này. Và đây chính là xu hướng thành phố của tương lai. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Đây có thể là hình ảnh các thành phố trong tương lai. Những con đường được phân riêng rẽ. Một con đường dành cho xe điện chạy nhanh. Một con đường khác dành cho người đi bộ, đi xe đạp và xe tay ga. Con đường thứ ba chỉ dành cho người đi bộ. Chào mừng bạn đến với thành phố dệt. Một dự án đang được nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota phát triển, một thành phố với các công nghệ tiên tiến. Tại đây, tất cả các phương tiện giao thông đều tự lái và chạy bằng năng lượng điện hoặc hydro. Thành phố sẽ được cung cấp năng lượng mặt trời và điện nhiệt. Mọi thứ được công nghệ trí tuệ nhân tạo điều phối. Thành phố này được thiết kế cho dân số 2.000 người. Chúng tôi cần những ý tưởng thông minh hơn về cách mọi người có thể di chuyển. Trong một thành phố với 5 triệu cư dân và 3 triệu ô tô không hoạt động trong 90% thời gian, bạn chỉ cần làm một phép toán. Chúng tôi có thể giảm lượng ô tô khoảng 80% với hệ thống chia sẻ thông minh. Trong khi đó, ở đầu bên kia của châu Á, Ả Rập Xê Út đang phát triển một siêu đô thị mới có tên là Neom. Đây là một thành phố tuyến tính bao gồm 4 trung tâm đô thị. Dự án này ước tính trị giá 500 tỷ euro. Giao thông đường bộ và đường sắt cao tốc hoàn toàn bằng điện và đường ngầm. Neom có biệt danh là The Line vì nó có chiều dài 170 km, được thiết kế không có khí thải carbon, với mạng 5G thúc đẩy tất cả các ứng dụng. Hiện tại đây là một khu vực dân cư thưa thớt và chưa phát triển. Chúng tôi muốn tạo ra cơ sở hạ tầng bền vững và kích thích hoạt động kinh tế, từ đó sẽ tạo ra các loại việc làm mới để phát triển kinh tế ở Ả Rập Xê Út. Nước này đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho nền kinh tế dựa vào dầu mỏ của mình. Neom cũng sẽ thúc đẩy du lịch và thu hút các công ty khởi nghiệp và truyền thông. Toàn bộ năng lượng của thành phố phải được cung cấp từ các nguồn tái tạo. Chúng tôi có một lượng lớn ánh sáng mặt trời và điều kiện gió lý tưởng. Vì vậy, hệ thống năng lượng của chúng tôi sẽ chạy hoàn toàn bằng năng lượng từ thiên nhiên. Năng lượng này sau đó cũng sẽ được sử dụng để khử muối, vì nước là một vấn đề lớn ở đây. Neom là từ viết tắt của tương lai mới. Kế hoạch là tạo ra một thành phố cho 1 triệu người trong 10 năm. Thành phố dệt và Neom, hai tầm nhìn về các thành phố công nghệ cao thân thiện với môi trường, nơi mọi người thực sự có thể tận hưởng cuộc sống.